Xin chào các bạn, trước mặt các bạn là chiếc Honda Vision phiên bản 2020-21. Thì hôm nay mình làm một cái video này muốn chia sẻ với các bạn là những cái lỗi thường gặp ở cái phiên bản 2020-2021 này. Thì mình làm cái video này, mục đích của mình không phải là để hạ thấp cái hạng xe này hay là bôi xấu hay là chê bai gì cả. Mà mục đích của mình là làm cái video này là để chia sẻ với các bạn những cái lỗi thường xảy ra ở cái dòng Vision phiên bản 2020-20 và 21. Nếu như bạn nào sử dụng xe Vision ở những cái đời này, nỡ không may các bạn gặp phải những cái lỗi đấy thì các bạn có thể đem xe đến đại lý ủy quyền, đến trên head Honda trên toàn quốc để các bạn nhận được cái sự xử lý trợ giúp ở đấy, hoặc là thay thế phụ tùng nếu như các bạn gặp phải những cái lỗi đấy. Honda Vision thì nó có rất là nhiều phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt và phiên bản cá tính. Tuy nhiên thì mình không thể làm từng lỗi, tổng hợp từng lỗi, mình không thể làm chi tiết từng lỗi được, mà mình tổng hợp tất cả các cái lỗi của tất cả dòng Vision đấy. Thì ví dụ như các bạn nào đi mà vô tình mà các bạn không may các bạn gặp phải cái lỗi nào thì các bạn cứ mang đến để các bạn được bảo hành nhé. Vì có nhiều khi các bạn cũng không biết được những cái lỗi đấy nó đang xảy ra trên cái xe của mình, thì các bạn nghĩ nó là bình thường thôi. Nên có khi là nhiều khi là các bạn đi hết mất cái hạn bảo hành rồi thì các bạn quay ra thì hết hạn bảo hành rồi thì nhân viên người ta không làm được bảo hành cho xe của các bạn nữa. Mình xin nói qua về cái việc bảo hành này. Có một số cái lỗi thì các bạn có thể xử lý ngay tại cửa hàng, tại head ủy nhiệm luôn, nhân viên có thể xử lý trực tiếp luôn. Nhưng có những cái lỗi phải thay thế phụ tùng mới thì head sẽ là người làm cái biên bản và chụp ảnh các thứ rồi gửi lên Honda Việt Nam, rồi để Honda Việt Nam người ta đồng ý rồi người ta sẽ gửi phụ tùng mới về để thay thế cho các bạn. Cái xe Vision này mua cả lăn bánh các thứ của nó cũng gần 40 triệu lận chứ cũng phải không phải ít. Vì vậy mà mình muốn chia sẻ cái video này các bạn để các bạn được hưởng cái quyền lợi của các bạn, tránh trường hợp là những cái lỗi đấy nó xảy ra mà các bạn không biết rồi các bạn mất cái quyền lợi của mình. Ok, không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ vào cái lỗi đầu tiên. Và mình tổng hợp được 5 cái lỗi trong những cái phiên bản Vision của Honda 2021-20. Còn năm 2022 không biết là họ đã xử lý chưa. Đầu tiên, cái lỗi đầu tiên là cái lỗi về ổ khóa này các bạn này. Các bạn ạ, bình thường nhé, khi chúng ta tắt được cái ổ khóa này rồi thì cái ổ khóa này sẽ không vặn được nữa các bạn ạ. Cái ổ khóa này sẽ không vặn được. Đấy. Nhưng mà khi có những khi các bạn tắt về đỏ rồi cái ổ khóa này vẫn vặn được mở bình thường, vẫn vặn được mở bình thường. Thì đấy là cái ổ khóa này của các bạn đang bị lỗi nhé, cái hệ thống khóa smart key của các bạn đang bị lỗi. Đấy, thì mình đã làm riêng một cái video để nói rõ các bạn để cách các bạn nhận biết về cái ổ khóa này nó lỗi như nào rồi. Đấy, và đôi khi các bạn cũng gặp cái hiện tượng là cái remote này, cái điều khiển của các bạn cũng bị lỗi kèm theo. Ví dụ như các bạn vừa mới thay pin xong nó vẫn hết pin. Đấy, mà các bạn không đánh rơi vào nước, không đánh rơi va đập gì cả, mà tự dưng các bạn mới thay pin xong nó cũng hết pin luôn, rất nhanh, chỉ khoảng độ tuần hoặc là tháng nó đã hết pin rồi. Thì đấy nó cũng là một cái lỗi. Thì các bạn, nếu như các bạn gặp cái lỗi như thế, các bạn tắt khóa rồi hoặc cầm khóa ra xa rồi, không có chìa khóa nào gần mà các bạn vẫn vặn được cái ổ khóa này mở lên chữ Y này để đi, thì các bạn lên đem xe đến đại lý để kiểm tra nhé. Đó là cái lỗi đầu tiên. Cái lỗi thứ hai mà mình thường gặp ấy là cái cụm đèn hậu này các bạn này. Các bạn rửa xe hoặc là đi trời mưa thì nó đọng nước ở bên trong này này. Các bạn sẽ bị đọng nước ở bên trong này. Các bạn sẽ thấy nhìn thấy nó hấp hơi bên trong này. Ví dụ các bạn rửa xe hay là đi trời mưa thì các bạn cũng đem xe đến hết nhé. Người ta sẽ kiểm tra, nếu như nó hỏng thì người ta sẽ thay luôn cái cụm đèn hậu mới này cho các bạn. Đó. Cái lỗi thứ ba là liên quan đến cái ống xả này các bạn này, cái bô này này. Các bạn ạ, cái bô này thì đôi khi nó các bạn đi nó sẽ bị kêu phành ấy. Hoặc là các bạn đập tay vào đây này, nó sẽ kêu phành này đấy, nó kêu như kiểu tiếng ghim này kêu ở trong bô ấy. Đấy, còn bình thường nếu như các bạn đập tay vào đây nó không thấy gì và các bạn đi không thấy im ấy, thì là nó không vấn đề gì. Nhưng nếu các bạn phát hiện ra tiếng kêu bất thường khi mà đập tay vào bô thì các bạn lên đem xe đến cửa hàng để chúng ta được nhận cái sự bảo hành. Mình cũng vừa bảo hành những cái bô này rất là nhiều nên là mình quay lại cho các bạn xem nhé. Đây là cái bô bị lỗi, thì gõ vào nó sẽ có tiếng kêu, nó sẽ cảm giác như bị lỏng ở trong này. Bô mới im, khi gõ vào nó im, không có tiếng kêu. Bô tay là cũng phát hiện ra rồi. Bảo đi. Cái lỗi thứ tư này các bạn ạ, cái lỗi thứ tư này thì nó không chỉ gặp ở Vision mà nó còn gặp cả SH More, SH To, SH Nam luôn ấy. Tức là cái cốp sau này đôi khi nó không đóng được các bạn, ấn mạnh xuống nó không đóng được. Thì mình tiện này mình chỉ các bạn xử lý luôn. Khi mà các bạn không ấn được cốp này thì các bạn đừng cố ấn mạnh xuống nữa, mà các bạn sẽ mở cốp lên và ấn cho cái ổ khóa này về lực sít này, sau đó ấn cái phím sít mở cốp này, ấn mạnh này. Các bạn có nghe thấy nó bật ra, thì thực tế là do cái chốt ở đây nó nhiều khi nó bị kẹt lại, nó kẹt lại như này đấy. Nên các bạn nhìn nhé, ở đây nó sẽ có cái chốt móc này, nhiều khi nó bị kẹt như này, nó chưa bật ra. Thì khi các bạn đóng cái yên này xuống này, cái móc ở yên này nó sẽ bị chạm vào cái cốp đấy, cái lẫy đấy, thì nó sẽ không đóng được xuống. Vì vậy mà các bạn
đôi khi các bạn bị kẹt như thế thì các bạn sẽ ấn cái phím này ra, ấn cái phím shift này để nó bật cái lẫy ra. Các bạn nhìn mình ấn đây. Đấy. Còn nếu như bình thường nhá, nhiều khi các bạn đóng mạnh quá này, ví dụ như chúng ta khóa yên lại này, nhưng mà cái lẫy là nó chưa bật ra nhá. Các bạn chẳng may đóng yên mạnh quá thì cái móc này nó sẽ tì vào cái lẫy này. Nó tì sẽ nó tì tận xuống dưới nha. Đấy, nó tì hẳn xuống dưới nha. Khi mà các bạn đè mạnh cái này xuống quá thì nó bị tì xuống dưới thì các bạn ấn nó cũng sẽ không bật được ra. Các bạn thấy không? Các bạn thấy mình ấn nó không bật được ra. Thì lúc này các bạn sẽ dùng một cái que gì đó nhọn, hoặc là các bạn dùng luôn cái tô vít theo xe này này, cắm ở đây này. Các bạn cắm vào cái khe lẫy này, các bạn bửa nó bật lên. Đấy, các bạn thấy không? Bửa nó lên nhỉ. Đấy, thì là nó sẽ bật lên rồi các bạn sẽ đóng được cốp bình thường. Đấy, thế là đóng được cốp bình thường. Nếu như các bạn cảm thấy nó khó khăn quá hoặc nó bị trục trặc nặng quá thì các bạn đừng cố làm, đừng cố chọc ngoáy để nó gây ra những cái vết xước hoặc là những cái tác động bên ngoài nhá. Thì các bạn cứ mang đến hết thì người ta sẽ xử lý cho. Cái lỗi thứ năm ấy là các bạn ạ, khi các bạn mới nổ máy, ví dụ như thời gian vào khoảng sáng sớm ấy, thì các bạn thường bị cái hiện tượng là hụt ga. Ví dụ như các bạn nổ máy này, nhưng các bạn ga lên nhỉ, vặn tay ga lên nhỉ, nhưng nó không đi, xe nó không đi. Bình thường chúng ta vặn lên nó phải to, ga nó to nhỉ, để nó đi luôn. Nhưng nhiều khi các bạn ga lên nó không đi xe nhỉ, mà nó chỉ lổ tịch thôi, mặc dù các bạn đã vặn tay ga lên rồi, nó không vọt đi ngay. Và các bạn phải làm nóng động cơ khoảng độ một lúc thì bắt đầu nó mới được. Những cái hiện tượng đấy thì các bạn lên mang xe đến đại lý nhé, nhân viên người ta xử lý cho các bạn hoặc là kiểm tra cho các bạn. Đó là những cái lỗi mà mình thấy nó hay xảy ra ở dòng Vision phiên bản 2020-21. Không biết là sang năm 2022 này thì Honda có khắc phục những cái đấy không? Thì đó là những cái lỗi mà mình muốn chia sẻ với các bạn, để nếu như các bạn có chẳng may gặp phải những cái lỗi đấy thì các bạn cứ đem xe đến đại lý để nhận được cái sự hỗ trợ cũng như là nhận được cái quyền lợi bảo hành của mình nhé. Thì mình xin tổng hợp lại 5 cái lỗi chính ở trên dòng Honda Vision phiên bản 2020-21. Đầu tiên là hệ thống khóa smart key, ổ khóa và remote chìa khóa. Thứ hai là cốp. Thứ ba là đèn hậu vào nước. Thứ tư là bồ kêu. Đấy. Thứ năm là xe đi bị hụt ga. Thì tiện mình cũng bảo các bạn là cái chân chống chính này của Honda này đôi khi các bạn đi nó cũng bị lỏng ấy, nó cũng hơi kêu một tí. Nếu như các bạn cảm thấy đằng phía sau mà nó có tiếng kêu kim loại khi các bạn đi ở những đoạn đường vắng các bạn nghe thấy thì các bạn cứ mang đến hết để nhân viên người ta xử lý cho nhé. Đó là những cái chia sẻ của mình về lỗi của những dòng Vision phiên bản 2021. Bạn nào sử dụng xe Vision mà gặp những cái lỗi như tương tự như mình hoặc là những cái lỗi nào thì hãy chia sẻ với mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.